Xin chào tất cả mọi người. Thì lần đầu tiên thì rất là vui khi mà mọi người có mặt ngày hôm nay. Và Helly cũng rất là vui khi được sếp mời đến để chia sẻ với chủ đề ngày hôm nay mà Helly muốn chia sẻ, đó là tìm sự cân bằng trong thời đại công nghệ. Thì là người đầu tiên đứng ở đây thì Helly cũng có một chút khá là hồi hộp. Và trước khi mà để Helly chia sẻ với câu chuyện ngày hôm nay thì Helly cũng chia sẻ một chút về công việc của Helly. Thì mình hiện tại là đã có 6 năm hoạt động nghệ thuật. Và hiện tại mình đang run 2 project. Một project tên là The E-Concept, với sứ mệnh là mang không gian xanh vào nhà. Và gần đây mình cũng có một project tiếp theo tên là Lại Đây Refill Station, là một project mà hy vọng là mọi người sẽ quan tâm đến lối sống xanh, quan tâm đến sự bền vững cũng như là bảo vệ môi trường hơn. Thì để đến ngày hôm nay và chọn cái chủ đề tìm lại cân bằng trong thời đại công nghệ, thì Helly nghĩ là cái mấu chốt ngày hôm nay mà Helly muốn chia sẻ đó là sự cân bằng. Thì quay về cái câu hỏi đầu tiên mà Helly muốn bắt đầu, đó là công nghệ, chúng ta có thực sự đang cảm thấy hạnh phúc khi sử dụng công nghệ? Thực ra thì trong một quy luật thì có một cái quy luật gọi là quy luật tương đối. Helly nghĩ là khi mà đã có một cái quy luật tương đối rồi thì không có cái gì gọi là đúng cũng không có gì là sai. Mọi thứ nó đều dừng lại ở một cái điểm dừng, mà cái điểm dừng đó nó sẽ được dừng ở cái người làm chủ được cái điểm dừng ấy. Ở một chút về câu chuyện cá nhân của Helly, từ khoảng gần những cái năm gần đây, khi mà Helly tiếp xúc với mọi người và khi mọi người hỏi Helly là làm sao để tìm được cái sự cân bằng này, thì Helly nghĩ là trong cuộc đời của chúng ta sẽ có một cái cột mốc, một cái giai đoạn, một cái thời điểm nào đó chúng ta chiêm nghiệm về bản thân, chúng ta gặp được rất là nhiều vấn đề và chúng ta cảm thấy là có sự đau khổ, có sự hạnh phúc. Nhưng rồi có một cái câu hỏi mà chợt đến với Helly, đó là câu hỏi vì sao ta tồn tại. Vào khoảng năm 2016, đó là khoảng thời gian mà Helly đi du học ở Úc. Thì một trong những quyết định mà khi Helly đi du học ở Úc là một trong những quyết định của gia đình. Thì khi mà Helly ở Úc, cái khoảng thời gian nó trôi qua đối với Helly nó là một cơn ác mộng. Tại vì nó thứ nhất nó không phải là quyết định của mình. Thứ hai là khi mà mình ở một cái nơi xứ lạ xa người, và những cái gì mà mình đang cảm thấy là trải qua, thời gian nó đang trôi đi, nhưng mà chính mình đang không ở đó. Và mình cảm thấy đau khổ, và có một khoảng thời gian mà Helly nghĩ là Helly từng bị trầm cảm và Helly không thể nào chia sẻ với lại gia đình mình. Thế nên là Helly đã quyết định là ngưng học ở Úc và về Việt Nam mà không nói cho gia đình biết. Có nghĩa là như một cơn, giống như là như một bộ phim ngắn, Helly đã trốn gia đình để đi về Việt Nam và một năm không nói chuyện với lại gia đình, để tự bắt đầu bằng tay trắng được như ngày hôm nay và tự nói lên được những chính kiến của mình, ước mơ của mình, sứ mệnh của mình, tầm nhìn của mình, và để chứng minh được cho gia đình mình, những người xung quanh mình hiểu được là vì sao mình chọn con đường đó. Thì quay lại cái câu hỏi vì sao ta tồn tại, Helly nghĩ là đó là một trong những cái câu hỏi của loài người. Chúng ta sinh ra đời để có một cái lý do, và lý do đó biến thành sứ mệnh. Và khi chúng ta có một sứ mệnh, chúng ta có động lực, chúng ta có niềm tin để chúng ta tiếp tục sống. Vậy thì tồn tại và sống khác nhau như thế nào? Tồn tại là ngày hôm nay, có thể là chúng ta sinh ra đời, chúng ta may mắn, có tứ chi, có đầy đủ mọi thứ, hoặc là chúng ta kém may mắn hơn, chúng ta có thể thiếu một cái nào, bộ phận nào đó trên cơ thể. Và tồn tại chỉ là chúng ta đang hiện diện, nhưng mà chúng ta không biết là chúng ta đang thở, hoặc là chúng ta không biết là trái tim đang nằm ở đây và chúng ta, nó đang đập. Nhưng mà sống thì có nghĩa là gì? Sống có nghĩa là ngay giây phút này, ngay hiện tại, chúng ta biết được là lý do vì sao chúng ta đang hiện diện. Trong thời khắc này, chúng ta có một niềm tin để chúng ta bước đi. Đó là cái sự khác biệt của sống và tồn tại. Vậy thì đến ngày hôm nay các bạn đang ở đây, các bạn đang sống hay là các bạn đang tồn tại? Thì để trả lời cái câu hỏi đó, đó cũng là một cái lý do mà vì sao mà Helly có động lực để làm những cái gì như ngày hôm nay.
Thì trước khi mà Linh Helly làm yên và lại đây review station, Helly cũng đã từng đã làm rất là nhiều hoạt động khác. Tại vì Helly ngày xưa thì Helly từng có nhà hàng chay, rồi cũng từng có beauty store, rồi từng có fashion brand. And then thì thất bại. Thì khi mà thất bại những cái thứ đó mà trên mạng, trên xã hội mọi người luôn gọi Helly là cô gái 18 tuổi thành công, hay là cô doanh nhân 19 tuổi có một chuỗi cửa hàng như thế này kia. Một mặt nào đó mình cũng ngay thời điểm đó một cái gì đó rất là ảo, mình cũng cảm thấy là đó là một cái niềm vui. Nhưng mà cái niềm vui nó sẽ tắt khi mà cái sự thật là những cái gì mà ở hiện tại mình không thể giữ được. Thì những cái lý do mà khi mà Helly ngưng với lại những cái hoạt động đó, nó chỉ có hai lý do thôi. Một, mình không có đủ đam mê. Và hai, mình không đủ chuyên môn. Quá vội với lại những cái quyết định, những cái ước mơ. Nhưng mà Helly nghĩ là trong cuộc sống này, thất bại hay thành công không quan trọng, mà quan trọng hơn là ngày hôm nay chúng ta đã có sự khác biệt với gì với ngày hôm qua, chúng ta đã học được những cái gì với ngày hôm qua. Đam mê ở đây nghĩa là gì? Với lại cái câu chuyện hồi nãy của Helly thì đam mê ở đây là khi chúng ta gặp một cái sự khó khăn nào đó, chúng ta sẽ không bỏ cuộc. Nhưng mà Helly đã bỏ cuộc. Chuyên môn là gì? Không phải chúng ta ở đây sinh ra đời đều sẽ là một người lãnh đạo. Không phải chúng ta sinh ra đời chúng ta sẽ trở thành một người vĩ đại. Những cái gì mà các bạn đang đọc được, những cái gì các bạn đang thấy được đều nói về một con người vĩ đại. Nhưng mà đến ngày hôm nay nếu được hỏi ước mơ của Helly là gì, thì Helly chỉ ước mơ mình trở thành một con người bình thường, được sống, được thở và được làm những cái gì mà mình nghĩ là mình tạo giá trị. Thì khi mà Helly tiếp xúc với các bạn ở trường đại học khác thì các bạn hỏi Helly là chị ơi, em luôn khao khát được đi du học. Chị rõ ràng có những cái điều kiện để được ở nước ngoài. Chị rõ ràng có những cái quyết định mà tại sao chị lại về Việt Nam mà không ở nước ngoài nữa. Helly mới trả lời rằng là thật ra trong cuộc đời của chúng ta không quan trọng chúng ta đang ở đâu, mà quan trọng chúng ta sống ở đâu mà có giá trị. Thì khi mà Helly trả lời câu hỏi đó, thì các bạn bắt đầu đã hiểu hơn là thật ra là cái việc mà chúng ta ở đâu, dù chúng ta ở một ngôi nhà rất là nhiều tầng, rất là sang trọng, nhưng mà ngay tại cái nơi chúng ta đang ở, trái tim này như đã đau khổ và đã chìm đi đâu đó khi mà chúng ta không được sống như chính mình và chúng ta cảm thấy đau khổ. Vậy thì cái sự đau khổ đó nó bắt đầu từ đâu, nguyên nhân từ đâu? Nó bắt đầu từ cái tâm thức của chúng ta. Thì quay về cái câu chuyện tâm thức ở đây là cái câu chuyện mà Helly muốn chia sẻ với lại tất cả mọi người. Đó là sự cân bằng và hạnh phúc. Theo một cái thí nghiệm mà trên thế giới tại Mỹ, thì khoảng năm 1940 mọi người bắt đầu làm một cái thí nghiệm đầu tiên về sự hạnh phúc những con người đang sống tại Mỹ. Thì họ nhận ra là bắt đầu khi có công nghệ, con người bắt đầu cảm thấy ít hạnh phúc hơn so với lại khoảng thời gian trước đó, dù là thu nhập của họ tăng lên mỗi năm. Và cái câu chuyện là hạnh phúc và công nghệ vẫn là một trong những cái đề tài mà những nhà triết học đến ngày hôm nay họ vẫn đang tìm hiểu và vẫn chưa có câu trả lời. Vậy thì hạnh phúc là gì? Các bạn không cần phải lên Google, tại vì Helly cũng đã search Google. Google trả lời hạnh phúc của một con người đó là khi các bạn thỏa mãn một cái nhu cầu nào đó theo một cái ý trừu tượng nào đó. Sau khi mà Helly đọc cái câu trả lời đó xong, cảm thấy là một phần nào đó trong mình không giải quyết được cái thắc mắc mà Helly nghĩ là các bạn ở đây cũng đang không hiểu được cái câu trả lời đó. Tại vì sao? Tại vì đó chỉ là một khái niệm, trong khi hạnh phúc là cần chúng ta cảm nhận. Vậy thì hạnh phúc có nghĩa là gì? Helly nghĩ là trong chúng ta mỗi người đều có một xuất phát khác nhau, một môi trường sống khác nhau và một ngôn ngữ khác nhau. Ngôn ngữ ở đây là dù chúng ta là người Việt Nam, nhưng chưa chắc gì bạn ngồi trước mặt tôi và bạn nói chuyện với nhau, bạn có thể hiểu được tôi. Vì sao? Vì chúng ta phải đi qua 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, hiểu. Hiểu có nghĩa là khi mà bạn sinh ra đời, bạn thấy ba và mẹ là người chăm sóc cho các bạn.
bạn biết được là họ bên cạnh tôi, có nghĩa họ là gia đình của tôi. Tôi biết được họ là gia đình của tôi. Nhưng mà hiểu là khi các bạn lớn lên, khi các bạn trưởng thành, khi các bạn trải nghiệm, giả sử nói về tình yêu, ban đầu tình yêu là ba mẹ trao cho tôi khoảng thời gian đó, ba mẹ trao cho tôi tình yêu đó, tôi biết đó là tình yêu. Nhưng mà hiểu về tình yêu, nó là một khái niệm khác. Có nghĩa khi ta lớn lên, khi ta trải nghiệm trong tất cả mọi mối quan hệ, ta và con người, ta và vật, ta và cảnh, thì ta mới hiểu được là tình yêu có nghĩa là gì. Nhưng mà đó chỉ là dừng lại ở bước hiểu thôi. Sau hiểu sẽ là gì? Ngộ. Ngộ ở đây là ngày hôm đó tôi nói như thế, tôi nghĩ mình đúng, nhưng mà ngày hôm nay tôi phát hiện ra là nó không đúng nữa. Tại vì trong cái ngộ nó sẽ có sự minh định. Sự minh định ở đây là đúng và sai. Và sự minh định ở đây nó cần trải nghiệm. Và từ cái trải nghiệm đó nó mới tạo ra ngôn ngữ. Các bạn ở đây sẽ hiểu được, đặc biệt là các bạn kiến trúc sẽ hiểu được là bất đồng ngôn ngữ có khi mà các bạn làm một cái đề án nào đó, khi các bạn muốn nói về một cái đề tài nào đó. Nhưng không chắc là 10 người thì sẽ 9 người hiểu. Các bạn chắc chắn là đã trải nghiệm được cái chuyện đó. Nó là bất đồng ngôn ngữ. Và ngôn ngữ ở đây nó hình thành từ những cái gì mà nó xuất phát từ môi trường của chúng ta. Vậy thì hạnh phúc, hạnh phúc ở đây là khi chúng ta nghĩ, nói và làm được đồng nhất với nhau. Đây là một câu nói của Mahatma Gandhi. Vậy thì ngày hôm nay có phải là các bạn đã được nghĩ, nói và làm đồng nhất với nhau chưa? Và một điều khác, khi mà Helly tìm kiếm ở trên Fox gần đây có nói về là 10 đất nước hạnh phúc trên thế giới. Tại vì sao? Tại vì Helly nghĩ là khi mà chúng ta tìm hiểu một cái điều gì đó, chúng ta phải tìm hiểu một cái gì đó mang tính toàn cầu. Ví dụ là vì sao Mỹ luôn nói về kinh tế và Bhutan luôn nói về hạnh phúc, nói về visionary của một đất nước, nó lại khác nhau ở một mảng vĩ mô như vậy. Tại vì khi họ chọn kinh tế, họ chọn con đường là tất cả những sứ mệnh và tầm nhìn của họ, và cách họ education con người ở đó là luôn hướng đến cái vision đó. Nhưng mà rõ ràng ở một nơi luôn nghĩ về những cái gì đó về mặt kinh tế thì lại vẫn có một nơi nào đó nhỏ bé trên thế giới này gọi là Bhutan. Chính phủ họ luôn nói về sự hạnh phúc. Họ nghĩ là visionary của họ, tầm nhìn của họ là sự hạnh phúc của đất nước họ, của con người họ. Và những cái gì họ mang đến là sự hạnh phúc. Tại vì sao? Tại vì sự tồn tại của chúng ta, bạn nghĩ là chúng ta sẽ sống được bao lâu? Bạn nghĩ là đích đến của chúng ta là gì? Là tiền, là thành công, sự vĩ đại hay là sự hạnh phúc? Đó có thể là một trong những cái lý do mà vì sao mà Helly bắt đầu làm The Yin Concept. Triết lý của Yin, Yin có thể là đồng nghĩa với lại tĩnh, và ngược lại với tĩnh có nghĩa là đồng. Mà tĩnh ở đây như các bạn biết là giống như từ trong tâm của chúng ta. Khi mà tâm bất động thì những cái gì xung quanh ta không thể bao giờ, không bao giờ có thể tác động được đến ta. Và đến ngày hôm nay đã gần 2 năm rồi, với những gì, với sứ mệnh mà Helly đã cùng Yin mang đến, Helly cảm nhận được là khi các bạn kết nối lại thì chúng ta bắt đầu nhận ra được cái hạnh phúc thực sự của chúng ta là gì. Thì trong cuộc sống này nó chỉ có 3 điểm kết nối thôi. Quay lại với lại câu hỏi mà hồi nãy là có bao nhiêu đất nước ở trên thế giới này được cho là hạnh phúc, thì hiện tại Helly có thể liệt kê được 5 nước. Đầu tiên là Phần Lan, Đan Mạch, Na Uy, Iceland và Thổ Nhĩ Kỳ. Thì điểm chung của họ là gì? Họ đều nằm ở Bắc Âu. Còn điểm chung khác về sự hạnh phúc mà Helly dù không biết được là cái chỉ số người ta đánh giá về chỉ số con người, người ta hạnh phúc ở mức độ nào, nhưng mà khi Helly tìm kiếm, họ chỉ có 3 thứ thôi. Thứ nhất, sự bền vững. Thứ hai, sự vừa đủ. Và thứ ba là thiên nhiên. 3 điều này là 3 điều mà các nước này họ luôn đầu tư trong mọi thế hệ. Quay về câu điều thứ nhất là sự bền vững.
Ở một môi trường khác thì Helly chia sẻ về sự bền vững. Tại vì sự bền vững nó là một cái khái niệm rất là rộng. Có thể là bền vững trong chính trị, bền vững trong giáo dục, bền vững ở rất là nhiều thứ. Nhưng mà ngày hôm nay Helly muốn chia sẻ về là sự bền vững về mối quan hệ. Tại vì sao khi mà Harvard tìm ra được câu trả lời là một trong những điều sẽ khiến bạn hạnh phúc, đó là mối quan hệ. Và mối quan hệ cũng là một trong những cái điều mà chúng ta sẽ kết nối, đó là kết nối con người, con người với con người. Điều thứ hai, đó là sự vừa đủ. Sự vừa đủ ở đây, bạn đã bao giờ đặt câu hỏi ra bao nhiêu là đủ? Trong một cái giai đoạn nào đó, chúng ta sẽ luôn bị cuốn vào công việc, chúng ta sẽ luôn bị cuốn vào những cái gì mà chúng ta tham vọng. Nhưng mà đã bao giờ các bạn đã đặt câu hỏi là bao nhiêu là đủ chưa? Và cái sự vừa đủ này nó lại đi đến một cái sự kết nối khác, đó là kết nối với chính mình. Điều thứ ba là thiên nhiên. Từ thuở sơ khai khi chúng ta sinh ra đời, thiên nhiên là được ví như là một người mẹ đã bao bọc chúng ta và cho chúng ta những cái gì mà ngày hôm nay chúng ta đang có. Khi các bạn thở, thiên nhiên cho gì cho các bạn? Khi các bạn sống, thiên nhiên mang những gì mà các bạn đang gọi là vật chất. Và thiên nhiên là điểm kết nối thứ ba, được gọi là kết nối với thiên nhiên. Vậy thì để kết nối với tất cả những cái kết nối khác, chúng ta cần phải kết nối với ba thứ: kết nối với chính mình, kết nối với con người và kết nối với thiên nhiên. Và nếu như trong chúng ta không thể nào kết nối với ba điều này thì chắc chắn là chúng ta sẽ không bao giờ có thể kết nối được với những cái điều khác còn lại. Và quay về cái câu chuyện kết nối thì Helly mới bắt đầu nhận ra là chiêm nghiệm được những cái gì trong cuộc sống của mình. Helly mới bắt đầu theo đuổi một cái lối sống gọi là lối sống xanh. Và lối sống xanh này sau nhiều năm và Helly luyện tập, Helly cảm thấy được rằng là mình bắt đầu cái hành trình đích thực hơn, một giá trị thật hơn là hiện tại, chứ không phải là quá khứ mà cũng không phải là tương lai. Vậy thì làm sao để tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống này, không phải chỉ nói về công nghệ mà những điều khác nói chung? Đầu tiên Helly nghĩ là phải thở để cảm. Ở đây, khi mà bạn muốn tồn tại, nếu bạn không thở, chúng ta sẽ không thể nào tồn tại. Đó là điều cơ bản của con người rồi. Vì sao? Có thể là ngày hôm nay, bao nhiêu bạn đã thực sự nhớ là mình đang thở? Ngày hôm nay bạn có biết là dù bạn không để ý đến cái hơi thở của mình, nhưng đâu đó, ngay hiện tại, ngay lúc này, ở một nơi nào đó, ai đó đang cố gắng giữ lấy cái hơi thở của họ. Vậy thở để cảm để làm gì? Tại vì trong thở để cảm nó có hai ý: sự chú ý và sự chú tâm. Nếu như chúng ta là các bạn, là chính mình, không thể nào quan tâm đến hoặc là không thể nào chú ý đến những cái cơ bản nhất của con người là cái thở, thì làm sao chúng ta có thể quan tâm đến những thứ khác trong cuộc sống này? Sự chú ý với sự chú tâm nó giống như là ngày hôm nay tôi đi trên con đường, cũng là bức tường đó, ký ức đó, nhưng tôi đánh mất đến cái sự chú tâm, là tôi không phát hiện ra là ở đâu đó trên con đường đó, bức tường đó, nó lại có một cái cây đang mọc lên. Sự chú ý với sự chú tâm nó giống như là ngày hôm nay tôi đi về quê, cánh đồng lúa xanh đó, nó thật xanh và nó có rất là nhiều ký ức, nhưng tôi đã không chú tâm bởi vì cánh đồng lúa ấy nó đã vàng từ lúc nào mà tôi không hay. Vậy thì thở để cảm ở đây để làm gì? Ở đây tất cả chúng ta, đặc biệt là các bạn kiến trúc, có thể là quan tâm đến nghệ thuật rất là nhiều. Nhưng thở để cảm ở đây có nghĩa là nghệ thuật, một cái nghệ thuật thở, một cái nghệ thuật để cảm. Tại vì chúng ta có trái tim để làm gì? Chúng ta có trái tim đang đập để làm gì? Chúng ta có, nhưng chúng ta không cảm, thì làm sao chúng ta có thể kết nối được với những gì chúng ta cần kết nối, với con người, với chính mình và với thiên nhiên? Và nếu như chúng ta không thể kết nối được, chúng ta không thể cảm được, thì chúng ta chỉ là một cơ thể, một thể xác, chỉ đang tồn tại mà không thể sống.
Và đặc biệt khi mà các bạn thở để cảm, các bạn sẽ cảm nhận được nhiều hơn, cũng là một trong những cách lắng nghe chính mình nhiều hơn. Và chỉ có lắng nghe chính mình mới là cách lắng nghe bạn vật xung quanh đang xoay quanh như thế nào. Tại vì Đạt La Lạt Ma từng nói một câu: khi bạn nói, bạn chỉ đang lặp lại những cái gì bạn từng nói. Nhưng mà khi bạn lắng nghe, bạn sẽ học nhiều hơn những gì bạn biết. Thì ngày hôm nay, nếu như bạn đang ngồi đối diện ai đó, bạn yêu cầu ai đó lắng nghe bạn, nhưng mà bạn không thực sự lắng nghe họ, cốt cũng là bởi vì bạn không thực sự lắng nghe mình. Thì đừng bao giờ nói: à, vì sao người ấy không hiểu tôi? Tại vì đơn giản là chúng ta không hiểu chính mình. Điều thứ hai mà Helly nghĩ là trong lối sống xanh mà Helly học được, đó là hãy luôn nghĩ về những điều tốt đẹp. Hãy luôn nghĩ về những điều tốt đẹp ở đây là we think, we believe, and then we create. Những gì bạn nghĩ là những gì bạn sẽ theo đuổi. Bởi vì những gì bạn theo đuổi là những gì bạn tin. Và đến ngày hôm nay, con người là chúng ta. Chúng ta tin vào những điều gì, chúng ta sẽ luôn hành động vào những điều đó. Như một câu nói của Mahatma Gandhi: you must be the change you wish to see in the world. Vậy thì niềm tin của bạn là gì? Luôn nghĩ về những điều tốt đẹp có nghĩa là gì? Nói về mặt đơn giản, giống như hôm nay bạn ra đường, khi mà chúng ta có một sự va chạm nào đó với một người nào mà các bạn không biết, điều đầu tiên chúng ta luôn nghĩ đó là quyền lợi của chính mình. À, người đó đụng tôi biết là tôi phải an toàn, còn người đó như thế nào, I don't care. Thì nhưng mà cái thay đổi đó nó sẽ thay đổi trong 5 giây khi các bạn thấy là à, cái người đó có vấn đề, có nghĩa là cái vấn đề của họ còn nặng hơn mình, có thể là bị chấn thương sọ não. Thì lúc đó chúng ta mới lại có một cái ở bên trong là cái lòng từ bi, cái lòng yêu thương của chúng ta là không được rồi, chúng ta phải ưu tiên họ hơn. Vậy thì nếu như chúng ta hình thành một cái suy nghĩ tốt đẹp luôn tồn tại trong chúng ta mỗi ngày, thì khi mà chúng ta gặp một cái sự cố nào đó, chúng ta gặp một cái vấn đề nào đó, chúng ta luôn biết được là làm sao để cân bằng nó. Còn mặt khác, nghĩ về điều tốt đẹp ở đây có nghĩa là bạn luôn mong muốn cảm nhận một cái sự tốt đẹp nào đó, bạn mong muốn cảm nhận một cái vẻ đẹp nào đó mà mỗi khi các bạn thức dậy, mỗi khi các bạn nhắm mắt lại, các bạn luôn cảm thấy được là cái điều tốt đẹp đó mang lại năng lượng cho chính mình. Tại vì chúng ta chỉ có hai năng lượng thôi, năng lượng tích cực và năng lượng tiêu cực. Vậy thì năng lượng tích cực và năng lượng tiêu cực khác nhau như thế nào? Là vì năng lượng tích cực và tiêu cực ở đây là chúng ta sẽ gặp những cái tiêu cực mỗi ngày, và chúng ta muốn biến hóa nó thành những năng lượng tích cực cho chúng ta niềm tin để chúng ta bước qua mỗi ngày, chúng ta cố gắng hơn và chúng ta đưa ra những quyết định tốt hơn. Điều thứ ba ở đây mà Helly muốn chia sẻ trong lối sống xanh đó là hãy thử trồng cây. Tại vì nếu như chúng ta là các bạn có thể trồng cây, có một cái nghiên cứu khoa học mà các bạn có thể thấy là khi mà các trồng cây, các bạn sẽ thấy được có niềm tin của mình trong đó, có được cái sự hy vọng của mình trong đó. Và khi một cái cây lớn lên, các bạn sẽ cảm nhận được, chiêm nghiệm được là mình phải làm gì trong cuộc sống này. Và cái cây đó tuy nhỏ bé là cho chúng ta một cái niềm tin là chúng ta có thể làm được trong cuộc sống. Điều thứ tư đó là hãy là chính mình. Hãy là chính mình ở đây giống như câu nói hồi nãy Helly nói: chúng ta không cần trở thành một người vĩ đại, chúng ta hãy trở thành một người bình thường. Một người bình thường ở đây là chúng ta sống với giá trị. Có thể là bạn đi sửa xe, chuyện đó không có vấn đề, miễn là bạn tạo ra giá trị, những người xung quanh đang được bạn sửa cái chiếc xe đó cảm thấy hạnh phúc và luôn biết ơn những cái gì bạn đang làm. Điều cuối cùng mà Helly muốn chia sẻ đó là sự vừa đủ. Là câu hỏi mà Helly muốn chia sẻ là bao nhiêu là đủ. Thì khi mà chúng ta đặt cái câu hỏi đó trong cuộc sống này, chúng ta sẽ biết được là đâu là điểm dừng. Cũng giống như một cái cân, sự cân bằng ở đây là ngày hôm nay trái táo nó mang hình ảnh của một cái gì đó tiêu cực, còn ở đây là một trái nho, nó mang hình ảnh của một gì tích cực. Khi chúng ta trái táo nặng hơn trái nho, chúng ta luôn nghĩ là cuộc sống này thật sự rất là tiêu cực. Nhưng mà rõ ràng cách mà để bạn có thể làm cân bằng nó là hãy đi tìm 4 trái nho còn lại để làm cho cái cân đó đều lại.
Thì bốn trái nho này có thể thể hiện cho những gì tích cực mà chúng ta đi tìm kiếm, mà chúng ta sẽ xây dựng cuộc sống này. Và để kết thúc cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, Helly có một câu hỏi khác. Đó là: vì sao khi chúng ta ăn phở, chúng ta không bao giờ ăn hết nước? Đây là một trong những cái câu hỏi mà khi mà Helly ăn, Helly luôn đặt cái câu hỏi đó gần như là mỗi ngày. Và cảm thấy là vì sao cái sự lãng phí của mình, thời gian của mình, cái sự chú tâm của mình và cái sự trọn vẹn của mình nó đã mất. Tại vì để có được cái món ăn đó trên bàn, nó là một quá trình mà bao nhiêu người đã cố gắng mang đến cho chúng ta. Cái người chồng, họ cảm thấy là ngày hôm nay thật peaceful bởi vì họ đã làm ra cái món này. Cái người mang đến, họ cảm thấy thật peaceful khi họ được cống hiến thời gian của họ mang đến nhà bếp. Cái người nấu, hãy tưởng tượng họ như là mẹ của bạn. Họ đã dành tâm sức, họ dành sự đam mê của họ vào cái món ăn. Và khi mà nó nằm ở trên bàn của chúng ta, chúng ta có thực sự chú ý và cảm thức nó một cách trọn vẹn hay không? Cảm ơn các bạn.